Điều này cần phải thật tu. Lân mẫn tất cả chúng sanh. Không thể cầu chúng sanh cung kính. Cúng dường mình. Có tâm này là sai. Có tâm này là phan duyên. Chính mình không có đức hạnh thật sự, tương lai phải trả nợ. Các bậc cổ nhân, các bậc tổ đức nói, đời này không hiểu đạo, mang lông đổi sừng để trả. Tịnh Độ Tông đem liễu đạo này hạ xuống tiêu chuẩn thập nhất, là giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu quý vị không thể giảng sanh thế giới Cực Lạc, tương lai phải mang lông đổi sừng để trả. Hoàn toàn là sự thật. Thế nên tôi đã thanh minh mấy lần, hy vọng đồng tu các nơi không nên gửi tiền đến cúng dường tôi nữa. Hiện tại tôi không cần tiền. Vì sao? Không làm việc nữa. Trước đây còn làm việc in ấn kinh, hiện nay không làm nữa. Tuổi tác đã lớn, không kham nổi. Tất cả những hoạt động trong nước và nước ngoài tôi đều không tham gia. Không có việc gì cần dùng tiền. Hy vọng quý vị đừng đưa tiền thêm cho tôi. Quý vị nên cúng dường tôi như thế nào? Mọi người học tập kinh Vô Lượng Thọ, thật tâm niệm Phật hồi hướng, đó chính là cúng dường tôi. Đây là cúng dường tốt nhất. Ngoài ra đại khai đều không cần thiết. Tôi mỗi niệm chỉ cầu giảng sanh thế giới Cực Lạc. Sự nghiệp Hoằng Pháp Lợi Sanh đã có người làm. Người sau đi làm, tôi phải giao gậy rồi. Những năm về già, hy vọng giảng viên mãn kinh Vô Lượng Thọ. Tôi dự định một ngày giảng 4 tiếng, khoảng tháng 10 có thể giảng xong. Giảng viên mãn mà thân này vẫn còn tại thì tôi sẽ tiếp tục giảng kinh. Ngoài việc giảng kinh ra, tôi không đi đâu hết. Tôi cũng không có đạo tràng. Chứ vị đồng học nên biết, bất luận là trong nước hay nước ngoài, dùng danh hiệu của tôi để kiến lập đạo tràng, tương lai tôi sẽ đến ở, toàn là giả, không phải thật. Học Phật phải có trí tuệ, không nên mê muội. Nếu vẫn còn ở thế gian, tương lai tôi giảng kinh chỉ có 3 nơi.
Trên thực tế là hai nơi, Hồng Kông và Úc Châu. Hai đạo tràng nhỏ này có thể tự cho là đầy đủ. Mọi người yên tâm về điều này, cố gắng học Kim giáo, học Kim vô lượng thọ, siêng năng niệm Phật. Tương lai chúng ta gặp nhau trong hội liên trì ở thị giới Cực Lạc, như vậy thì hoan hỷ biết bao, tốt biết bao. Điều này chúng ta có lòng tin, nhất định có thể làm được. Thế nên phải nhớ lời Phật dạy, xa rời tâm cung kính, cúng dường tự thân, không thể có tâm này. Thị danh diễn ly tam chủng bồ đề môn tướng di pháp, ba loại này là trái với tâm bồ đề. Có ba loại này, tâm bồ đề làm sao phát khởi được? Tôi lặp lại một lần nữa. Thứ nhất chính là ngã tâm tham trước tự thân, chính là câu này. Kinh Phật là lời giáo huấn của Phật Đà, tôi ngày ngày đều đọc, ngày ngày không xa rời, để Kinh Phật ngày ngày nhắc nhở tôi. Cổ nhân cho rằng ba ngày không đọc sách thánh hiền, mặt mày đáng ghét. Quý vị liền bị hoàn cảnh bên ngoài làm nhiễm ô. Đệ tử Phật từng giờ từng khắc phải nghĩ đến làm tấm gương tốt nhất cho tất cả chúng sanh. Như vậy là đúng. Ngoài điều này ra, Ấn Quang Đại Sư đã làm tấm gương tốt cho chúng ta. Ngài ấn kinh, lưu thông pháp bảo. Ấn Quang Đại Sư phẩm vật tứ chúng cúng dường cho Ngài, Ngài không làm việc gì khác, chỉ duy nhất làm việc ấn tống kinh điển. Ngài cúng dường nhiều nên Ngài thành lập xưởng in ấn, tên là Hoàng Hóa Xã, ở chùa Báo Ân Tô Châu, tự in tự xuất bản. Rất nhiều sách đều tự mình viết bài tựa, tự mình hiệu đính. Vì sợ có chữ sai, cho nên bản của Hoàng Hóa Xã có thể nói là bản tốt nhất của cận đại. Như thế nào gọi là bản tốt nhất? Vì trong đó rất ít chữ sai, hiệu đính rất chính xác, in rất rõ ràng, giấy tốt đóng đẹp, khiến người thấy sanh tâm hoan hỷ. Đây là bản tốt. Ngài Ấn Quang đã làm được điều này. Đây là điều chúng ta cần nên học. Không cần đem tiền đi xây chùa. Xây chùa là gì? Tiền đó đều chôn dưới đất. Chùa xây lớn, rất nhiều người muốn đến tranh, muốn đến cướp đoạt. Như vậy không phải là tạo nghiệp sao? In sách là việc tốt, họ muốn tôi đều cho họ. Tôi vốn là muốn tặng người, tôi tặng hay họ tặng không phải đều giống nhau sao? Nên Ấn Quang Đại Sư dặn dò hậu nhân, kiến lập đạo tràng nên làm nhà tranh. Mọi người cùng tu với nhau, không nên quá 20 người. Một nơi nhỏ như vậy chi phí rất có hạn. Hai ba vị hộ pháp là đủ, không cần cầu người khác.
yên tâm làm việc đạo. Giảng kinh mười mấy hai mươi người nghe là đủ, không ít người nghe. Ngày ngày cùng nhau tu học, tương lai 20 người này mỗi người đều giảng sanh, đều thành Phật, đạo tràng vô cùng thù thắng. Càng đơn giản càng tốt. Ở Hồng Kông, nhân duyên lần này không tệ. Có vị cư sĩ muốn mua một căn nhà cúng dường tôi để làm đạo tràng, có thể ở được 20 người, phù hợp tiêu chuẩn của Ấn Quang Đại Sư. Nhưng tôi nói với họ rất rõ ràng, tôi có quyền sử dụng, quý vị có quyền sở hữu. Quyền sở hữu là của quý vị, nghĩa là cho tôi mượn dùng. Bớt việc, không cần sở hữu, chỉ mượn dùng. Ngôi nhà này có gì hư tổn cần tu sửa, quý vị sửa, không liên quan đến tôi. Trong đó tất cả chi phí tiêu dùng quý vị giữ, tiền điện nước quý vị giữ, tôi không biết. Tôi chỉ sử dụng nơi này, ngày ngày ở đây niệm Phật giảng kinh là đủ. Mọi người ở đây học tập. Khi tôi không dùng nữa, quý vị lấy đi. Mọi người đều không tranh giành. Đạo tràng này đã có chủ, không giành được. Người ta có quyền sở hữu, chúng ta đỡ lo, cũng bớt việc, như vậy rất tốt. Họ tặng tôi không cần. Vì sao vậy? Vì chi tiêu rất lớn, tôi đến đâu để kiếm tiền? Việc này không thể làm. Điều đó đối với chúng ta tổn thất rất lớn. Mặc dù có thập phương cúng dường, thập phương cúng dường tiền làm vào việc này, tôi cảm thấy rất có lỗi. Đạo tràng không có người thật sự thành tựu, làm sao trả nợ họ đi? Đạo tràng này thật sự có mấy người thành Phật được? Đó là cúng Phật, cúng dường Bồ Tát. Nếu không có người thật sự tu hành thì không thể tiêu hóa được. Đều phải hiểu rõ ràng, minh bạch. Các bậc tổ sư nói, một hạt gạo của thí chủ lớn như núi Tu Di, đời này không hiểu đạo, mang lông đội sừng để trả. Như vậy quý vị mới biết tiền của nhà Phật quan trọng biết bao. Mười phương thiện tín cúng dường tiền cho quý vị là hy vọng quý vị tu huệ tu phước. Quý vị thật sự đã tu phước tu huệ chăng? Nếu không phải thật, tương lai phải hoàn trả lại tất cả. Trong nhân quả nói một cách rất thấu triệt, nợ mạng thì trả bằng mạng, nợ tiền thì trả tiền. Đời đời kiếp kiếp, oan oan tương báo không bao giờ dứt. Chúng tôi tin tưởng, nên không dám lấy tiền của người khác, dù là một đồng. Thông thường người ta không hiểu đạo lý này, nhìn thấy tiền tài này liền sinh tâm hoan hỷ, sai lầm. Điều này khiến quý vị đọa địa ngục.
Phàm những ai lấy Phật pháp để cầu danh cầu lợi, kết quả cuối cùng đều không tốt. Trước đây tôi giảng kinh đã đề cập đến vấn đề này. Thà làm người ăn xin, người ta cho quý vị là họ bố thí, không hy vọng quý vị báo đáp. Cúng dường cho nhà Phật là họ cầu phước cầu huệ. Trong các ngành các nghề của thế gian, đây là bát cơm khó nuốt nhất. Không dễ ăn. Cho nên có một số người trẻ tuổi muốn xuất gia, gan đúng là lớn. Khi xuất gia không thể thành Phật, liền đọa địa ngục. Tự mình nhất định phải hiểu rõ ràng, minh bạch. Là một người xuất gia tốt, nhất định được Tam Bảo gia trì. Đó mới thật là tu đại công đức, tích lũy công đức, không có gì thù thắng hơn nhà Phật. Vì thế lợi ích chúng sanh, bốn chữ này thường để trong tâm, từng giờ từng phút phải y giáo phụng hành. Không nên giả dối, nhất định không được lấy chiêu bài của Phật để gạt người khác. Mỗi một đồng tiền đều phải dùng một cách thỏa đáng. Trong đời này chỉ có Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim Hội ở Đài Bắc, chúng ta có thể tin họ được. Mỗi ngày tiền thu nhập quyên góp từ người khác, chi xuất với ngân hàng, lúc nào quý vị đi kiểm tra đều chính xác. Đây là không thể tùy tiện dùng sai dù chỉ một đồng. Cư sĩ Giảng Phong Văn đã làm được. Cơ Kim Hội tuy làm rất gian nan, nhưng mỗi người pháp hỷ sung mãn, quả báo thù thắng. Quả báo không ở trong đời này, đời sau quả báo rất thù thắng. Ngày nay chúng ta quy nạp kinh điển Tịnh Tông thành năm môn tu học hành môn. Đây là hành đức. Khóa thứ nhất trong năm môn công khóa là tịnh nghiệp tam phước. Ba điều 11 câu trong tịnh nghiệp tam phước là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của Tịnh Tông. Một người tu tịnh độ không thể không hiểu. Điều thứ nhất, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không sát sinh, tu thập thiện nghiệp đạo. Đây gọi là cội gốc của mọi cội gốc. Đây là nói về cõi trời và người. Làm người nhất định phải thực hiện những điều này. Nếu không thực hiện được những điều này, nói cách khác, quý vị không thể trở lại làm người trong kiếp sau. Vì đây là điều kiện cần để được làm người, điều kiện tối thiểu. Hiếu thân tôn sư được áp dụng trong đệ tử quy. Nếu như không thực hành được đệ tử quy, thì quý vị đã không thực hiện đầy đủ hiếu kính, hiếu đạo, đã khiếm khuyết, hoàn toàn không hay biết về khiếm khuyết này.
Tại sao mê? Quý vị không giác ngộ. Nếu cố gắng thực hiện thì dần dần sẽ nhận ra những sai lầm ngày trước của mình. Đó là cội nguồn của cội nguồn. Hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng bắt đầu học từ đâu? Bắt đầu từ đây. Không có cái này thì tất cả những thứ khác sẽ biến thành tri thức, không phải trí tuệ. Từ tâm không sát hại được áp dụng trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Nuôi lớn lòng từ của quý vị, từ đây vươn lên trên thì thập thiện nghiệp mới viên mãn. Nếu không có hai nền móng trước thì không thể thực hiện thập thiện nghiệp đạo. Chưa thực hiện thập thiện nghiệp đạo thì khoan nói đến những vấn đề khác. Tam quy ngũ giới là những chuyện viễn vông. Khi đã có cơ sở này rồi thì tam quy ngũ giới sẽ được xây dựng. Giống như xây một ngôi nhà, trước hết phải đặt nền móng thật vững, rồi bắt đầu xây tầng một, tầng hai. Không có nền móng vững chắc, chỉ có thể lợp một ít mái lá chứ không thể làm nhà. Quý vị đã thấy tầm quan trọng của điều đầu tiên chưa? Có điều đầu tiên này mới có điều thứ hai. Điều thứ hai là tiểu thừa. Thật sự học Phật, điều đầu tiên là pháp của trời và người. Điều thứ hai, thọ trì tam quy đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Không có tầng một lấy đâu ra tầng hai. Giả dối. Quý vị sẽ thấy khôi phục Phật pháp ngày nay là việc rất khó. Ai có thể khôi phục được, nhất định xuất hiện Đại Đức Tổ Sư. Họ sẽ thực hiện được việc đó thì mọi người sẽ giác ngộ. Cũng có thể nói đã hoàn thành 100% đệ tử quy cảm ứng thiên thập thiện nghiệp. Tất cả mọi người nhận ra điều này rất rõ ràng. Sau đó mới thực hiện được tam quy. Tam quy là gì? Giác ngộ không mê lầm. Đó là quy y Phật. Thẳng thắn không tà ngụy là quy y pháp. Sạch sẽ không ô nhiễm là quy y tăng. Đó gọi là tam bảo. Tam bảo là gì? Tánh đức của tự tánh, giác chánh tịnh, giác ngộ không mê lầm, ngay thẳng không vòng vo, sạch sẽ không ô nhiễm là tánh đức. Đây là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của việc học Phật. Vừa nhập môn, điều đầu tiên là thọ tam quy. Dạy cho quý vị những gì? Mỗi niệm đều không thể tách rời tiêu chuẩn này. Quý vị tu những gì? Tu theo ba cách thức đó. Tu tốt một trong ba cách thức thì là tu tốt cả ba. Vậy thì đây là nhập Phật, đi vào cảnh giới Phật, cũng là ba cửa ngõ để minh tâm kiến tánh. Quý vị đi từ cửa giác, Thiền Tông, Tánh Tông, Đại Triệt Đại Ngộ từ cửa giác. Giáo hạ đi từ cửa chánh. Chánh tri, chánh kiến, đi vào từ đó. Tịnh tông và mật tông đi vào bằng tâm thanh tịnh, ba cửa chánh giác tịnh. Khi giác rồi chắc chắn sẽ có chánh có tịnh. Khi chánh rồi đương nhiên có giác và có tịnh. Sau khi đi vào bằng tâm thanh tịnh, họ sẽ có giác và có chánh. Vì thế sau khi đi vào sẽ là nhất thể, là một. Bên ngoài có ba, giống như một giảng đường có ba cửa. Bất luận vào cửa nào, khi vào trong rồi đều giống nhau, đều được tất cả. Bên ngoài không giống nhau, khi vào trong thì tất cả đều giống nhau. Đó là gì?
quý vị tu những gì? Chánh giác tịnh. Ta chỉ cần tu một trong ba điều này, không cần tu cả ba. Cả ba sợ không vào được. Một lúc quý vị vào cả ba cửa sẽ rất khó khăn, nhưng rất dễ dàng nếu vào một cửa. Một là ba, ba là một, không có giai cấp. Đấy gọi là pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Đường ngày nay chúng ta đi là đi con đường tịnh, tu thanh tịnh tâm. Tu giáo môn là kinh điển, như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Pháp Tướng, Duy Thực. Tất cả những thứ này đều từ chánh tri chánh kiến đi vào bằng cửa đó. Hành môn dạy ta những gì? Dạy ngũ giới, thập giới. Sa di là thập giới. Dạy 24 thiên oai nghi, đó là đi đứng nằm ngồi. Khi học Phật, Phật là gì? Oai nghi là học Phật, giống như Phật, đóng vai cho giống, có nghĩa như thế. Khi nền móng đã có rồi, nâng cao lên là Đại Thừa, phát tâm Bồ Đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa. Tất cả đó là bản thân mình, tự Bồ Tát tấn tu. Cuối cùng là giáo hóa chúng sinh. Khuyến tấn hành giả là dạy học. Phật Thích Ca Mâu Ni đã hoàn thành những việc trước mắt năm 30 tuổi. Sau 30 tuổi khuyến tấn hành giả. Câu này là giai đoạn 30 đến 79 tuổi, câu cuối cùng trong 49 năm giảng kinh dạy học. Phật Thích Ca Mâu Ni đã làm tấm gương để chúng ta thấy. Bởi tịnh nghiệp tam phước rất quan trọng. Câu tiếp đó là tam thế chư Phật, tịnh nghiệp chánh nhân. Tam thế là Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai. Quý vị muốn thành Phật phải đi trên đường này. Ba điều này là con đường để phàm phu thành Phật. Khi tu tập, ta phải đưa vấn đề này lên hàng đầu. Thứ hai là gì? Những điều chúng ta học là lục hòa. Ta không thể tách khỏi mọi người trong xã hội. Cách đối xử giữa người với người quan trọng nhất là hòa mục, hòa di quý. Đó là câu nói của Tổ Tông. Vậy thì chúng ta đề xướng lục hòa. Lục hòa là lời Phật dạy. Kiến hòa đồng giải, buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước là thông tất cả. Đó là chư Phật. Ngày nay chúng ta không có cách gì để buông bỏ, không buông được. Ta nên theo một bộ kinh, cách nhìn, cách nghĩ không tách khỏi sự chỉ đạo trong kinh, thực hành theo kinh điển, như vậy là được. Cách nào dành cho hàng sơ học? Theo Tịnh Tông, ta nương Vô Lượng Thọ Kinh, ta nương theo chú giải của Hoàng Niệm Lão. Những chú giải của ông là tập đại thành, không phải theo ý riêng của ông. Rất tốt. Theo tập chú giải để chúng ta cùng dùng chung. Trong hành môn giới hòa đồng tu, như chúng ta đã nói, năm môn công khóa.
tam phước, lục hòa, tam học, giới định tuệ, lục độ, phổ hiền thập nguyện. Đây chính là hành môn của chúng ta. Giới hòa đồng tu chúng ta giữ lấy mấy điều như thế. Trong đó bao gồm đệ tử quy, bởi vì tịnh nghiệp tam phước bao gồm ba nền tảng, ba cội gốc nho thích đạo. Phổ hiền thập nguyện, cuối cùng là phổ hiền thập nguyện. Cương lĩnh tịnh tông đã đầy đủ. Thật sự y giáo phụng hành, làm gì 10 năm mà không thành tựu? Nếu thực hiện như thế trong 10 năm thì một thế hệ tổ sư tịnh tông sẽ ra đời. Thông một kinh thì 10 năm sẽ thông, tất cả đều thông. Nếu tất cả đồng học chúng ta đều thông, hy vọng Đại Thừa được hưng dượng. Quý vị chấn hưng tịnh độ, người khác chấn hưng thiên thai, người nữa chấn hưng hoa nghiêm. Tại sao? Tất cả đều thông. Ngọn núi này sẽ chấn hưng tất cả mười mấy tông phái Đại Tiểu Thừa Phật giáo hưng thịnh. Chỉ cần một người trong Phật giáo như Bồ Tát Long Thọ, được coi là tổ chung của tám tông, ngài là tổ sư của tám tông phái Đại Thừa, cả tám tông đều có ngài. Ngài học rộng hiểu nhiều, nói cách khác, ngài đã truyền cho tám người đệ tử thành tổ sư của tám tông phái. Ngài trở thành tổ chung của tám tông phái. Bởi thì việc chấn hưng Phật pháp không ở một đời chúng ta. Thời đại chúng ta nên nghĩ đến việc phục hưng, đó là một ý đồ. Nhưng ý niệm đó là một sai lầm. Giống như việc trồng cây, chúng ta cứ gieo giống là nó có thể nảy mầm. Khi đã lớn thành cây thì nó sẽ đơm hoa kết trái. Tất cả phải cần đến 3-4 đời, đó là thời gian nhanh nhất. Tổ sư Đạt Ma truyền Thiền Tông vào Trung Quốc, mãi đến đời thứ 6 mới đơm hoa kết trái. Đó là một thí dụ của người xưa để chúng ta thấy. Ngày nay khi Phật pháp đang suy tàn, muốn phục hưng, chúng ta phải thật cố gắng, phải chịu khổ chịu nạn để gánh vác. Nếu tìm được truyền nhân thì quá quý, ngọn đèn đó sẽ được thắp sáng, tiếp tục được truyền thừa. Chúng ta tin cần phải 4 năm đời nữa Phật pháp mới hưng dượng. Khi Phật pháp hưng dượng thì thế giới sẽ thái bình. Những chuyện này chúng ta chưa nhìn thấy, thế hệ tiếp chưa chắc đã thấy, thế hệ kế tiếp chúng ta chưa dám chắc. Sau 4 năm đời nữa rất có khả năng có thể phục hưng trở lại. Đây là điều chúng ta nên nhìn nhận, cần nỗ lực thực hiện. Tài là tài cúng dường, ý chỉ hương hoa, đồ ăn thức uống, thuốc men, tài vật, đầu mắt tủy não, đất đai, sông núi các loại, vân vân. Chúng ta nói về cúng dường vật chất.
Cúng dường tinh thần được bao gồm trong tài cúng dường. Thứ hai là pháp cúng dường. Pháp là tu hành, như thuyết tu hành dĩ vi cúng dường. Tu hành cúng dường rất quan trọng. Phật mong ta thành Phật, mà không tu thì sao thành Phật được? Nhất định phải hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ tu hành. Hiện giờ rất nhiều người ngộ nhận nghĩa của từ tu hành. Tu là tu chỉnh, hành là hành vi. Hành vi có sai sót, sửa lại cho đúng thì gọi là tu hành. Có rất nhiều hành vi. Trong kinh Phật chia ra làm ba loại lớn. Một là động tác của thân, tạo tác của thân, đấy gọi là hành vi của thân nghiệp. Hai là ngôn ngữ, hành vi của khẩu nghiệp. Ba là khởi tâm động niệm. Hành vi được gọi là ý nghiệp, bao gồm phân biệt, chấp trước. Lỡ phạm sai lầm, rồi sửa lỗi thì gọi là tu hành. Cho nên tu hành là tu chỉnh hành vi, hoặc là sửa chữa sai lầm. Có phải là đi đọc kinh bái sám? Không phải thế. Đây là hình thức. Nhưng đạo Phật trọng thực chất, không trọng hình thức. Những lời khai thị quan trọng này cần phải được nhớ kỹ. Trong ba loại hành vi thì quan trọng nhất là ý nghĩa, chính là khởi tâm động niệm. Tư tưởng thuần chánh, ngôn ngữ hành vi của quý vị lẽ nào bất chánh? Cho nên tu hành thật sự thì tư tưởng được xếp hàng đầu, khiến chúng ta nhớ đến Phật Thích Ca Mâu Ni vì sao giảng kinh nói pháp suốt 49 năm, để giúp chúng ta có tư tưởng chính xác, có quan điểm đúng đắn. Điều này vô cùng quan trọng. Kinh luận là tiêu chuẩn, kinh luật luận ba tạng là để tu sửa thân khẩu ý, giới cấm là tiêu chuẩn để tu sửa thân. Kinh điển là tiêu chuẩn để tu sửa tâm. Kinh luận chính là tiêu chuẩn sửa ý nghiệp. Giới luật là thân khẩu, kinh luận là ý nghiệp. Khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, lấy đó làm tiêu chuẩn. Thường đọc thông tam tạng kinh điển thì ta có thể nắm bắt được tiêu chuẩn chính xác. Sau đó giữ kỹ và nhất quyết không vi phạm. Giờ học Phật rất khó. Vì sao lại thế? Do không chú trọng tiêu chuẩn này, cho rằng tiêu chuẩn này của thời xưa đã lỗi thời, không phù hợp với thời buổi khoa học hiện đại. Người thời nay đem khoa học ra làm tiêu chuẩn, không dùng đến kinh luận. Tiêu chuẩn khoa học thì rất hiện thực. Làm những gì có lợi cho mình, điều gì không lợi cho tôi thì tôi chẳng làm.
chỉ biết chính mình, không bận tâm người khác. Tiêu chuẩn đó sai rồi, vì khi làm sai tự mình không hay biết. Mình không hay biết chẳng sao, nhưng nhân quả biết. Nhân quả không tha ai bao giờ. Nếu chúng ta không cẩn trọng xem xét kỹ, quán chiếu tỉ mỉ, ác nhân do quý vị tạo tác ra, dù cố ý hay vô ý đều phải thọ quả báo. Quả báo đã hiện tiền thì làm sao? Cho nên người ta ở đời được thân người rồi, đại sự lớn lao nhất nói thật chính là tu sửa tư tưởng hành vi của chính mình. Trong đời phải tu sửa, sám hối sai lầm của quá khứ, vô lượng đời đời kiếp kiếp đã qua. Phải sám hối tu sửa hết tất cả những lỗi lầm đó. Đây đúng là công việc vĩ đại nhất của đời người, bằng không thì kiếp này uổng phí. Chúng ta thử nghĩ xem, thế giới hiện giờ có khoảng 6 tỷ rưỡi đến 7 tỷ người, liệu được mấy ai nghĩ đến việc này? Liệu mấy người gặp được duyên tốt thế trong đời? Nếu quý vị cẩn trọng quan sát điểm này, sẽ thấy là mình may mắn biết bao. Mới biết đời này hiếm có chừng nào. Trong Khai Kinh kệ có nói, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, là thật đó, không hề giả đâu. Bành Tế Thanh cư sĩ thì bảo, đây là ngày hy hữu khó gặp trong vô lượng kiếp đã qua. Chúng ta đã gặp được rồi, sao có thể không trân trọng? Sao còn không nghiêm túc tu hành? Điều chúng ta đã gặp quá khó xảy ra. Viên mãn thành tựu chỉ trong một đời, thì còn gì quan trọng hơn việc này nữa chứ? Không hề có. Sự việc trong thế xuất thế gian, khi so với niệm Phật giảng sanh thì chỉ là mảy lông hạt bụi, đều nên buông bỏ hết. Những lời Phật giảng trong kinh chúng ta tin sâu sắc, không nghi ngờ. Nhưng quý vị phải nhớ rằng, ngày nào quý vị cũng nghĩ đến tiền. Mấy ngày trước có một đồng học nói với tôi, họ nói là thật không phải là giả. Họ nói từng có người làm một cuộc điều tra ở đại lục. Điều tra vấn đề gì?
chỉ một câu: trong đời này đối với quý vị điều gì quan trọng nhất? Chỉ hỏi một câu này. Hình như họ điều tra hơn 7.000 người đều nói đến tiền. Tiền quan trọng nhất. Cuộc điều tra này thật kinh người. Chỉ có 4 người không nói đến tiền. Trong hơn 7.000 người, chỉ có 4 người không nói tiền quan trọng nhất. Ngoài ra đều cho tiền quan trọng nhất đời này. Cha mẹ vợ con đều không quan trọng, tiền quan trọng nhất. Tham tài. Người tham tài đi về đâu? Đầu thai về đường ngạ quỷ. Nếu vì tiền tài lại phạm tội sát đạo dâm vọng, vậy thì đọa vào đường địa ngục. Tự làm tự chịu. Địa ngục hay thiên đường là duy tâm sở hiện, do ý niệm mình tạo nên, không phải gì khác. Người ta hỏi chúng ta: thế gian này điều gì quan trọng nhất? Người tu tịnh độ chúng ta nói Phật A-di-đà quan trọng nhất. Ngoài Phật A-di-đà ra đều buông bỏ hết. Nhất định được sanh tịnh độ. Nếu người niệm Phật cũng nói tiền quan trọng nhất, vậy được, niệm Phật như vậy là niệm về đường ngạ quỷ. Về đường ngạ quỷ, đường địa ngục. Nghĩa là Pháp Sư Quán Đảnh nói hoàn toàn là sự thật. Người niệm Phật còn tham tài, người niệm Phật còn báo oán, như vậy sao được? Thế giới cực lạc không có phần mình. Chúng ta không thể không biết điều này. Nếu không biết, không rõ điều này, đời này chúng ta muốn giảng sanh thế giới cực lạc là điều diễn vong. Khi đã rõ ràng, minh bạch, đáng buông bỏ phải lập tức buông bỏ. Đáng nắm chặt nhất định phải giữ vững. Nghĩa là chỉ một phương hướng, một mục tiêu. Một phương hướng là thế giới Tây Phương cực lạc, một mục tiêu là muốn thân cận Phật A-di-đà. Như vậy nhất định làm được. Tuyệt đối không được hoài nghi. Thế gian này tất cả đều tùy duyên, sao cũng được. Vì sao vậy? Tôi phải rời khỏi đây. Không cần quan tâm đến những điều đó. Như vậy mới tự tại, như vậy mới viên mãn. Nếu bây giờ chúng ta vẫn cứ suy nghĩ lung tung, không chịu làm Phật, tại sao không làm Phật? Quý vị đang muốn gì? Pháp Sư Quán Đảnh nói với chúng ta, có 100 quả báo không giống nhau đối với người niệm Phật. Quả báo đầu tiên đó là địa ngục A Tỳ. Cuối cùng Ngài nói những gì? Niệm Phật đọa vào địa ngục A Tỳ là do tâm đó của họ không phải làm Phật. Tâm đó của họ đang chạy theo ngũ dục lục trần. Ngũ dục là gì? Tài sắc danh thực thùy. Tâm họ chạy theo những thứ đó. Miệng niệm Phật nhưng tâm không rời tài sắc danh thực thùy. Niệm Phật như thế sẽ đọa vào địa ngục. Bao nhiêu? Tuyệt đại đa số. Đọa địa ngục rồi sẽ như thế nào? Thật ra địa ngục là báo.
là quả báo của việc quý vị tham luyến ngũ dục lục trần. Sau khi báo hết trong địa ngục, lúc nào báo hết? Hết tham, quý vị sẽ thoát khỏi địa ngục. Nếu vẫn còn tham luyến, còn tình chấp, thì vẫn còn trong địa ngục. Khi đoạn được tình chấp, không tham, sẽ rời khỏi địa ngục. Chỉ cần nhất niệm như thế là rời khỏi địa ngục, không thấy địa ngục nữa. Phần lớn họ sẽ trở lại nhân gian, không chắc. Có người vào cõi ngạ quỷ, có người đến cõi súc sinh, có người làm người, nhưng cũng có người được sinh làm trời. Nguyên nhân ở đâu? Gặp duyên khác nhau. Không phải ta độ họ mà họ độ ta. Những việc như thế rất nhiều, tận mắt chúng ta nhìn thấy, tận tai nghe thấy, không phải giả. Người xuất gia tu hành rất giỏi, giảng kinh thuyết pháp, nhưng cuối cùng hoàn tục. Kết hôn với các nữ Phật tử, không những xảy ra ngày nay mà ngày trước cũng có. Chúng ta biết rất rõ nguyên nhân, đó là duyên mỗi người không giống nhau. Niềm tin chưa sâu, đó là một rắc rối. Niềm tin sâu chỉ có thâm nhập kinh tạng thì niềm tin mới sâu, không thâm nhập rất khó. Quý vị hãy quan sát những người này, thật sự họ không thâm nhập kinh tạng, không nghiên cứu Đại Tạng Kinh. Tất cả đều là mấy bộ kinh được lưu thông nhiều nhất. Mà đọc tụng thọ trì, như những gì kinh nói, rất nhiều tạp niệm trong tâm, không thanh tịnh. Dùng tâm thái như thế để học Phật, thì những gì học được là kiến thức Phật học, kiến thức Phật học thông thường, chưa nếm được mùi vị thật sự của Phật pháp. Họ mới bị ngoại cảnh làm thay đổi. Nếu thật sự nếm được pháp vị sẽ không như vậy, mà sẽ làm chủ được trong hoàn cảnh đó. Bởi thì tâm này là Phật, bây giờ chúng ta phải dùng tâm này làm Phật. Đây là điều quan trọng, đơn giản nhất, ngắn gọn nhất, an toàn và nhanh nhất. Không gì bằng đặt Phật A-di-đà vào trong tâm. Tâm ta là Phật A-di-đà, Phật A-di-đà là tâm ta. Đó chính là tâm này làm Phật. Đây chính là sự thù thắng không gì sánh được của pháp môn Tịnh Độ. Niệm Phật, điều này quan trọng.
Rất nhiều người đồng tu đến chỗ tôi thăm tôi. Có một vài người viết thư cho tôi. Đại đa số người đều hỏi, một câu danh hiệu Phật niệm như thế nào mới đắc lực? Tương lai giảng sanh mới chắc chắn. Câu hỏi này rất hay, bởi vì người hỏi nhiều quá. Là việc tốt có thể nêu được câu hỏi này. Phật ở trong kinh giáo giảng cho chúng ta rất rõ ràng. Có thể giảng sanh không, quyết định nơi ba điều tín nguyện hành. Đây gọi là ba tư lương để giảng sanh thị giới cực lạc. Nói cách khác là ba điều kiện quan trọng nhất. Điều kiện thứ nhất là chánh tín. Chánh tín là gì? Tôi nói tôi tin rồi, chỉ miệng nói tin tưởng thì chưa được. Phải thật sự có bằng chứng. Bằng chứng là gì? Là thật làm. Tin Phật không phải là nói trên miệng thôi, phải y giáo phụng hành mới gọi là chánh tín. Ngày xưa tôi 33 tuổi xuất gia, 35 tuổi thọ giới. Sau khi thọ giới xong trở về, quy củ của nhà Phật, việc đầu tiên khi trở về là cảm ơn thầy giáo. Đáp đền ơn thầy giáo đã dạy dỗ. Thầy giáo của tôi là cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Sau khi tôi thọ giới xong, đến Đài Trung thăm thầy giáo. Ở thư viện Từ Quang, tôi chưa vào cửa nhìn thấy thầy, thầy ở nơi đó. Thầy cũng nhìn thấy tôi. Nhìn thấy tôi, thầy chỉ tôi nói, ông phải tin Phật, ông phải tin Phật. Âm thanh thầy nói rất lớn, nói rất nhiều lần. Tôi cũng cảm thấy mù mờ chẳng hiểu. Tôi học Phật 7 năm mới xuất gia. Xuất gia liền dạy ở Phật học viện, bắt đầu giảng kinh. Lại 2 năm nữa tôi thọ giới, là đã 9 năm. Giảng kinh dạy học dạy được 2 năm, làm sao mà không tin Phật được? Không tin Phật làm sao tôi lại làm như vậy? Tôi nghe không hiểu ý trong lời của thầy. Tôi bước đến, ông ngồi xuống. Tôi đảnh lễ thầy. Sau khi lễ thầy xong, ông ngồi xuống. Thầy nói với tôi, ông đừng cho rằng ông đã tin Phật rồi. Có rất nhiều lão hòa thượng đến chết cũng chưa tin Phật Pháp. Vậy là tôi càng nghe càng không hiểu.
Lão Hòa Thượng đến chết cũng chưa tin Phật sao? Thầy giáo nói với tôi thế nào gọi là tín. Dưới tín có giải, dưới giải có hành, dưới hành có chứng. Tín giải hành chứng tất cả đều đầy đủ mới gọi là tin Phật. Đến đây tôi mới hiểu rõ. Có tín có giải, quý vị chưa làm được là quý vị chưa tin. Quý vị có thể làm được, quý vị chưa chứng đắc là quý vị chưa tin. Nói cách khác, Tịnh Độ Tông nhất định phải thật sự giảng sanh đến thế giới Cực Lạc mới gọi là tin Phật. Quý vị chưa giảng sanh thế giới Cực Lạc, việc tin của quý vị không phải là thật, là giả vậy. Tiêu chuẩn này tôi hiểu được rồi, tôi đã rõ ràng. Thật sự có người xuất gia thọ giới một đời, cuối cùng lúc lâm chung vẫn là chân tay luống cuống, đi đến tam đồ, do không tin vậy. Cho nên sau khi tôi thọ giới trở về, chưa bao lâu tôi liền từ chức chức vụ dạy học ở Phật Học Viện, lại trở về Đài Trung tiếp tục tiếp nhận sự dạy dỗ của thầy giáo. Tôi trước sau ở Đài Trung tròn 10 năm. Thân cận thầy giáo, thầy giáo nói lời thẳng thắn với tôi. Những lời thẳng thắn như thế này thông thường người khác sẽ không nói với tôi, tôi không nghe được. Tính thật sự không dễ dàng kiến lập. Tính từ đâu mà có? Từ hiểu mà có. Đối với kinh giáo, quý vị chưa thật sự lý giải thấu triệt, lòng tin của quý vị sẽ dao động. Cổ nhân nói danh cao lợi dày, bởi vì quý vị căn tánh hạ liệt. Căn tánh hạ liệt là gì? Thích danh thích lợi, tức là tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, tập khí tham ái ngũ dục lục trần. Đây là nhiều đời nhiều kiếp sẵn có trong thức A Lại Gia. Nếu quý vị gặp duyên, nó liền khởi hiện hành. Ngày nay gặp được Phật pháp, duyên Phật quá mỏng. Duyên ở thế gian này quá dày, hơn nữa lực lượng rất lớn, quý vị không ngăn được mê hoặc. Những thứ này vừa đến quý vị liền thay lòng, quý vị liền cải đạo. Sự việc này từ xưa đến nay không biết bao nhiêu người có thể kiên trì đến cùng, không ai thành tựu. Không thể kiên trì giữa đường thối tâm. Đâu đâu cũng có. Học Phật vì sao bị đọa lạc? Nguyên nhân là ở chỗ này vậy. Điều này chúng ta không thể không biết. Sau khi biết rồi, làm thế nào để ngăn ngừa, làm thế nào để đối phó, đều là do nơi thành bại của bản thân trong đời này.
Phật pháp tôi dùng là mỗi ngày không thể xa rời kinh Phật. Kinh Phật là lời giáo huấn của Phật Đà. Tôi ngày ngày đều đọc, ngày ngày không xa rời, để kinh Phật ngày ngày nhắc nhở tôi. Cổ nhân cho rằng 3 ngày không đọc sách thánh hiền, mặt mày đáng ghét. Quý vị liền bị hoàn cảnh bên ngoài làm nhiễm ô. Không những phải đọc mà còn phải giảng. Vì sao vậy? Giảng quý vị phải thật đọc, bởi vì quý vị phải chuẩn bị để giảng cho người khác nghe, lại còn tiếp nhận sự hỏi đáp của người khác. Ép quý vị không dụng công, không chuyên tâm là không được. Đương nhiên trong đây có một nhân tố rất quan trọng. Quý vị phải buông xả danh văn lợi dưỡng. Thứ này không buông xuống là chướng ngại nghiêm trọng của quý vị. Quý vị muốn làm cũng không làm được. Điều này không thể không biết vậy. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng 4 ân và 3 cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A. Tài là tài cúng dường, ý chỉ hương hoa, đồ ăn thức uống, thuốc men, tài vật, đầu mắt tủy não, đất đai, sông núi các loại, vân vân. Chúng ta nói về cúng dường vật chất. Cúng dường tinh thần được bao gồm trong tài cúng dường. Thứ hai là pháp cúng dường. Pháp là tu hành, như thuyết tu hành dĩ di cúng dường. Tu hành cúng dường rất quan trọng. Phật mong ta thành Phật, mà không tu thì sao thành Phật được? Nhất định phải hiểu rõ ý nghĩa của 2 chữ tu hành. Hiện giờ rất nhiều người ngộ nhận nghĩa của từ tu hành. Tu là tu chỉnh, hành là hành vi. Hành vi có sai sót, sửa lại cho đúng thì gọi là tu hành. Có rất nhiều hành vi. Trong kinh Phật chia ra làm 3 loại lớn. Một là động tác của thân, tạo tác của thân, đấy gọi là hành vi của thân nghiệp. 2 là ngôn ngữ, hành vi của khẩu nghiệp. 3 là khởi tâm động niệm. Hành vi được gọi là ý nghiệp, bao gồm phân biệt, chấp trước. Lỡ phạm sai lầm, rồi sửa lỗi thì gọi là tu hành. Cho nên tu hành là tu chỉnh hành vi, hoặc là sửa chữa sai lầm. Có phải là đi đọc kinh bái sám? Không phải thế. Đây là hình thức. Nhưng đạo Phật trọng thực chất, không trọng hình thức. Những lời khai thị quan trọng này cần phải được nhớ kỹ. Trong 3 loại hành vi thì quan trọng nhất là ý nghĩa.
chính là khởi tâm động niệm, tư tưởng thuần chánh. Ngôn ngữ hành vi của quý vị lẽ nào bất chánh? Cho nên tu hành thật sự thì tư tưởng được xếp hàng đầu, khiến chúng ta nhớ đến Phật Thích Ca Mâu Ni vì sao giảng kinh nói pháp suốt 49 năm, để giúp chúng ta có tư tưởng chính xác, có quan điểm đúng đắn. Điều này vô cùng quan trọng. Kinh luận là tiêu chuẩn, kinh luật luận ba tạng là để tu sửa thân khẩu ý, giới cấm là tiêu chuẩn để tu sửa thân. Kinh điển là tiêu chuẩn để tu sửa tâm. Kinh luận chính là tiêu chuẩn sửa ý nghiệp. Giới luật là thân khẩu, kinh luận là ý nghiệp, khởi tâm đồng niệm, phân biệt chấp trước, lấy đó làm tiêu chuẩn. Thường đọc thông tam tạng kinh điển thì ta có thể nắm bắt được tiêu chuẩn chính xác. Sau đó giữ kỹ và nhất quyết không vi phạm. Giờ học Phật rất khó. Vì sao lại thế? Do không chú trọng tiêu chuẩn này, cho rằng tiêu chuẩn này của thời xưa đã lỗi thời, không phù hợp với thời buổi khoa học hiện đại. Người thời nay đem khoa học ra làm tiêu chuẩn, không dùng đến kinh luận. Tiêu chuẩn khoa học thì rất hiện thực. Làm những gì có lợi cho mình, điều gì không lợi cho tôi thì tôi chẳng làm. Chỉ biết chính mình, không bận tâm người khác. Tiêu chuẩn đó sai rồi, vì khi làm sai tự mình không hay biết. Mình không hay biết chẳng sao, nhưng nhân quả biết. Nhân quả không tha ai bao giờ. Nếu chúng ta không cẩn trọng xem xét kỹ, quán chiếu tỉ mỉ, ác nhân do quý vị tạo tác ra, dù cố ý hay vô ý đều phải thọ quả báo. Quả báo đã hiện tiền thì làm sao? Cho nên người ta ở đời được thân người rồi, đại sự lớn lao nhất, nói thật, chính là tu sửa tư tưởng hành vi của chính mình. Trong đời phải tu sửa, sám hối sai lầm của quá khứ, vô lượng đời đời kiếp kiếp đã qua. Phải sám hối tu sửa hết tất cả những lỗi lầm đó. Đây đúng là công việc vĩ đại nhất của đời người.
bằng không thì kiếp này uổng phí. Chúng ta thử nghĩ xem, thế giới hiện giờ có khoảng 6 tỷ rưỡi đến 7 tỷ người, liệu được mấy ai nghĩ đến việc này? Liệu mấy người gặp được duyên tốt thế trong đời? Nếu quý vị cẩn trọng quan sát điểm này, sẽ thấy là mình may mắn biết bao. Mới biết đời này hiếm có chừng nào. Trong Khai Kinh kệ có nói, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, là thật đó, không hề giả đâu. Bành Tế Thanh cư sĩ thì bảo, đây là ngày hy hữu khó gặp trong vô lượng kiếp đã qua. Chúng ta đã gặp được rồi, sao có thể không trân trọng? Sao còn không nghiêm túc tu hành? Điều chúng ta đã gặp quá khó xảy ra. Viên mãn thành tựu chỉ trong một đời, thì còn gì quan trọng hơn việc này nữa chứ? Không hề có. Sự việc trong thế xuất thế gian, khi so với niệm Phật giảng sanh thì chỉ là mảy lông hạt bụi, đều nên buông bỏ. Những lời Phật giảng trong kinh chúng ta tin sâu sắc, không nghi ngờ. Nếu bây giờ chúng ta vẫn cứ suy nghĩ lung tung, không chịu làm Phật, tại sao không làm Phật? Quý vị đang muốn gì? Pháp sư Quán Đảnh nói với chúng ta, có 100 quả báo không giống nhau đối với người niệm Phật. Quả báo đầu tiên đó là địa ngục A Tỳ. Cuối cùng Ngài nói những gì? Niệm Phật đọa vào địa ngục A Tỳ là do tâm đó của họ không phải làm Phật. Tâm đó của họ đang chạy theo ngũ dục lục trần. Ngũ dục là gì? Tài sắc danh thực thùy. Tâm họ chạy theo những thứ đó. Miệng niệm Phật nhưng tâm không rời tài sắc danh thực thùy. Niệm Phật như thế sẽ đọa vào địa ngục. Bao nhiêu? Tuyệt đại đa số. Đọa địa ngục rồi sẽ như thế nào? Thật ra địa ngục là báo. Là quả báo của việc quý vị tham luyến ngũ dục lục trần. Sau khi báo hết trong địa ngục, lúc nào báo hết? Hết tham, quý vị sẽ thoát khỏi địa ngục. Nếu vẫn còn tham luyến, còn tình chấp, thì vẫn còn trong địa ngục. Khi đoạn được tình chấp, không tham, sẽ rời khỏi địa ngục. Chỉ cần nhất niệm như thế là rời khỏi địa ngục, không thấy địa ngục nữa. Phần lớn họ sẽ trở lại nhân gian. Không chắc. Có người vào cõi ngạ quỷ, có người đến cõi súc sinh, có người làm người, nhưng cũng có người được sinh làm trời.
Nguyên nhân ở đâu? Gặp duyên khác nhau. Không phải ta độ họ mà họ độ ta. Những việc như thế rất nhiều, tận mắt chúng ta nhìn thấy, tận tai nghe thấy, không phải giả. Người xuất gia tu hành rất giỏi, giảng kinh thuyết pháp, nhưng cuối cùng hoàn tục. Kết hôn với các nữ Phật tử, không những xảy ra ngày nay mà ngày trước cũng có. Chúng ta biết rất rõ nguyên nhân, đó là duyên mỗi người không giống nhau. Niềm tin chưa sâu, đó là một rắc rối. Niềm tin sâu chỉ có thâm nhập kinh tạng thì niềm tin mới sâu, không thâm nhập rất khó. Quý vị hãy quan sát những người này, thật sự họ không thâm nhập kinh tạng, không nghiên cứu Đại Tạng Kinh. Tất cả đều là mấy bộ kinh được lưu thông nhiều nhất. Mà đọc tụng, thọ trì, như những gì kinh nói, rất nhiều tạp niệm trong tâm, không thanh tịnh. Dùng tâm thái như thế để học Phật, thì những gì học được là kiến thức Phật học, kiến thức Phật học thông thường, chưa nếm được mùi vị thật sự của Phật pháp. Họ mới bị ngoại cảnh làm thay đổi. Nếu thật sự nếm được pháp vị sẽ không như vậy. Mà sao làm chủ được trong hoàn cảnh đó? Bởi thì tâm này là Phật. Bây giờ chúng ta phải dùng tâm này làm Phật. Đây là điều quan trọng. Đơn giản nhất, ngắn gọn nhất, an toàn và nhanh nhất, không gì bằng đặt Phật A-di-đà vào trong tâm. Tâm ta là Phật A-di-đà, Phật A-di-đà là tâm ta. Đó chính là tâm này làm Phật. Đây chính là sự thù thắng không gì sánh được của pháp môn tịnh độ.